dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Phú Quốc đón gần 80.000 lượt du khách. Có những ngày cao điểm như mùng 4, mùng 5 Tết, công suất phòng đạt hơn 80%. Nhiều tín hiệu tích cực khích lệ các doanh nghiệp dịch vụ du lịch, người dân làm du lịch tại thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam để sẵn sàng đón lượt khách đông hơn trong thời gian tới. Nắng ấm quanh năm, nhiều gia đình và các nhóm bạn trẻ đã chọn Phú Quốc cho kỳ nghỉ đầu xuân. Du khách yêu thích không gian xanh thoáng đãng, đa dạng các trải nghiệm tại tổ hợp vui chơi giải trí biển Sun World Hòn Thơm Nature Park. Nhiều du khách đến đây lần đầu trải nghiệm mộc xà thịnh nộ, tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam, một trong năm trò chơi thách thức nhất thế giới. Là mình được trải nghiệm với cảm giác của bản thân mình và mình cho bản thân một cái thử thách và mình vượt qua được cái thử thách đấy. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất. Thì mình đã đi rất là nhiều tàu lượn rồi, nhưng mà lần đầu tiên đi cái tàu lượn bằng gỗ thì mình cảm thấy nó chạy với vận tốc rất là nhanh. Có nhiều khúc cua mình cảm thấy rất là kiểu như hoảng sợ ấy. Nhưng mà qua cái khoảnh khắc đấy thực sự là cảm thấy rất là phê và muốn chơi lại lần thứ hai, lần thứ ba. Giữa Nam, đảo Phú Quốc là trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện Sun Signature Gallery. Với phong cách nghệ thuật giữa thế kỷ 20, nhiều tòa nhà với lối kiến trúc Địa Trung Hải, công trình ga đi cáp treo Hòn Thơm mô phỏng đấu trường La Mã hay tàng tích Pompeii, xa lạ với khách trong nước nhưng gần gũi với khách quốc tế. Ngoài bờ biển đẹp và thức ăn ngon, Phú Quốc còn có nhiều địa điểm văn hóa, các lễ hội cũng đa dạng sắc màu và rất thu hút. Địa điểm du lịch này có thể đến bất cứ lúc nào trong năm. Dịp Tết năm nay, Phú Quốc đón gần 80.000 lượt du khách. Phú Quốc đảm bảo các biện pháp an toàn dịch và liên tục đổi mới sản phẩm du lịch. Thì hiện tại với lượng khách đã bắt đầu trở lại với Phú Quốc thì doanh nghiệp đã gọi tất cả các nhân sự trở lại về Phú Quốc để chuẩn bị cho nguồn nhân sự phục vụ. Năm nay cái lượng khách đến với Phú Quốc rất là đông. Chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với các cơ sở lưu trú, đặc biệt là những cái doanh nghiệp lớn đã đang và sẽ có những cái kế hoạch cụ thể cho công tác phòng chống dịch, chỉ đạo cho trung tâm y tế, chỉ đạo cho các trạm y tế, xã, phường tập trung trực 24/24 và xử lý những cái tình huống có thể xảy ra. Từ nay đến tháng 3, còn từ 10 đến 20 chuyến bay từ Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Dubai đến Phú Quốc, bình quân mỗi chuyến từ 170 đến 200 khách. Năm 2022, Kiên Giang đặt mục tiêu đón 5,6 triệu lượt khách, trong đó du khách quốc tế khoảng 200.000 lượt. Đây là con số đáng mừng cho đảo Ngọc và nó cũng cho thấy Phú Quốc không chỉ là mảnh đất còn nhiều dư địa để trở thành điểm đến quốc tế mà còn khẳng định vị thế của một tâm điểm thịnh vượng trong tương lai.